Thank you.
Mà quả này có phơi có nên không đấy? Có mà. Cái quả chín hay quả xanh nhỉ? Cái quả chín thì phơi chín. Quả chín mà ăn được cả ở trong ngọt. Thế để em cái quả được phơi được nhiều không? Có chứ, thái ra mà thái nhỏ. Quả bao tiền? 2.000 một quả. Một quả. Em lấy 10 quả nhé. 10 quả bán cho 15.000 thôi. Cũng được. Được không? Trời đang nắng. Đấy, quả này to, nhiều. Không có quả nào thối thế này nữa. Thối à? Lấy gần đâu chị? Chị lấy trên rừng nhé. Sao? Mình nghe nắng này kìa, mệt lắm đấy. 10 quả. Được rồi đấy. Một quả 15.000. Cái lẻ đó nhỉ. Chị biết lấy lẻ không? Không có. Thế thì lấy đi 5 quả đó thì 20.000. Được. Bốc trên 5 quả nữa. Đâu chị ơi? Chị đi theo đường thôi. Cảm ơn nhá. Chị đeo xuống chị bán hết đấy nhá. Vâng, cảm ơn. Mặt cười mẹ cũng được. Ừ. Nhà đéo được rồi đấy. Anh em nhìn thấy một mặt cười đấy chủ nhiều cái giá mẹ. Không mua đâu. Không bị mà về nhà. Nhà có gì mà. Để hai lá quả mang về phơi thôi. Thôi đi. Chị mềm đấy nhỉ. Chín rồi. Trông ăn ngọt lắm đấy. Đây. Có nước không? Xin có. À. Ngồi đây đợi tí. Cái con sáo này đẹp thế đấy nhỉ. Chị đi. Cảm ơn nhá. Chị này bán không? Bán. Bán cho một con nhá. Để nó đi chiều này. Vâng. Giết mấy quả vào hả? 100. Bán con này nhá. Trăm cả. 50 thôi nhá. 50 thôi. 50 rồi đó. Được. Bán cho con. Được. Chị nhá. Em lấy quả đi.